Đồng hồ yêu ấy chị, cho mượn mẫu này nhá. Hôm nay thử được một cái mẫu đồng hồ hoàn toàn nghệ thuật này để xem bên trong như nào nhá. Wow, bên trong nó sẽ như thế này. Đây là một mẫu đồng hồ mai vàng nghệ thuật. Tháo cái dây rút này ra. Như này lấy về mở ra lắp pin là treo lên được rồi. Kích thước 75 cm, mặt đồng hồ dày dặn này, cái tổng thể cái đồng hồ này bằng kim loại và từng cái chi tiết hoa mai cũng như là cái lá này, khung này, kể cả mặt đồng hồ luôn bằng kim loại các anh chị nhá. Và cái này sơn màu vàng gold, màu nhìn nó rất là sang sảng bóng, cực kỳ là sang trọng này. Treo ở trong nhà nó nổi bật, căn phòng lên rất là nhiều. Đây, lắp pin có tặng kèm pin lắp vào đây, điều chỉnh giờ đúng giờ tròn, tem bảo hành 3 năm ở đây nhá. Treo lên tường thì sẽ treo ở cái móc răng cưa này. Nếu anh chị chưa có cái chỗ đinh hay là cái gì ở trên tường, em có cái móc đóng tường sẵn ở đây, ở trong hộp này luôn, và mình đóng vào tường treo lên. Pin thì mình sẽ lắp vào đây, có cả kim dự phòng, kim này dự phòng thôi. Ở trên này nó có bộ kim lắp sẵn ở đây rồi. Nếu mà vận chuyển về anh chị để ý nó xong không song song, nó cảm giác đối hướng vào nhau thì mình lấy tay mình nắn thôi, để cho quay đối hướng vào nhau là được. Sau đó mình sẽ lắp pin. Đó, có giấy hướng dẫn lắp đặt. Ok, một cái mẫu mai vàng nghệ thuật rất là sang trọng và nhìn nó rất là nghệ thuật, nó mảnh mai thanh thoát nhưng mà nó vừa dẻo dai vừa cứng cáp nhá. Của sơn tĩnh điện thì độ bền nó sẽ rất là cao. Thử xem một vài mẫu đồng hồ khi mà treo lên tường thì nó sẽ lộng lẫy như thế nào nhá.